Chào các bạn, mình là Phúc. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi bài Happy New Year. Thì đây là một cái dịp mà sắp đến năm mới, thì mình khuyên các bạn nên tập bài này để mà chúng ta có thể đăng lên Facebook hoặc là đăng lên các mạng xã hội để chúc mừng năm mới. Và năm sau nữa chúng ta cũng có thể tận dụng bài này để có thể chơi và chúc mừng năm mới. Và trước khi tập bài này thì mình khuyên các bạn nên tải tab về và nên in ra giấy. In ra giấy để làm gì? Nếu mà các bạn nhìn trên điện thoại hoặc trên máy tính thì nó sẽ rất đau mắt và rất khó để có thể tập theo. Và các bạn in ra giấy thì các bạn có thể nốt lại những cái đoạn nhịp. Có nghĩa là khi các bạn in ra giấy, các bạn có thể chia nhịp. Ví dụ bài River Flow In You mình tải về, mình chia nhịp 4-4. Thì mình chia như thế này, mình chia nhịp thì mình sẽ biết rất chắc nhịp. Có nghĩa là đoạn nào nhịp thì mình nhịp chân và mình không bao giờ bị mất nhịp. Hầu hết mọi người học là tự học và thường bắt chước theo nên là toàn sai nhịp. Mình khuyên khi các bạn xem video clip hướng dẫn này, các bạn chỉ xem thế tay, kỹ thuật và bố cục của bài để các bạn áp dụng và xem và bản táp. Và trong cái bản táp này, nếu mà các bạn thấy cái chỗ nào mà không biết được thế tay thì các bạn xem clip hướng dẫn. Các bạn xem cái đoạn nào mà không biết kỹ thuật thì các bạn xem clip hướng dẫn. Và các bạn xem clip để mà nhớ cái bố cục. Và từ đó các bạn có thể tập từ A tới Z. Bây giờ mình sẽ nói đến bố cục của bài này. Thì bài này nó tóm lại chỉ có 3 phần thôi. Nó 3 phần rất lặp đi lặp lại thôi. Đó là đoạn intro, đoạn đầu và điệp khúc. Đó, đoạn intro, đoạn đầu và điệp khúc. Và nó sắp xếp lại. Và tất nhiên nó vẫn có sự khác biệt một xíu các bạn nhé. Thì nó cơ bản như thế này. Đầu tiên là intro. Sau intro thì nó sẽ đoạn đầu. Tiếp đến là điệp khúc. Sau khi điệp khúc nó lại quay lại đoạn đầu, nhưng mà nó dùng kỹ thuật New Aztec các bạn nhé. Và nó có hơi một khác một tí xíu. Tiếp đến là điệp khúc và quay về phần intro và nó hơi khác một tí. Tiếp đến là đoạn đầu. Tiếp đến là gì? Điệp khúc và quay về phần intro và cũng là outro luôn. Đó. Bài này mình chơi theo tab của Suna Jun. Hầu như là chơi giống như 100%. Thì dây số 5 mình sẽ giảm xuống 1 tông. Thì để giảm xuống 1 tông thì các bạn có thể dùng máy chỉnh dây. Đó, hoặc không, các bạn nhấn vào ngăn số 7 cho mình. Đây. Và các bạn so với dây số 4. Đó. Các bạn thấy không? Hai dây này phải bằng nhau. Đó, là xong. Nếu mà các bạn không dùng máy chỉnh dây. Nhưng mà mình khuyên các bạn nên dùng máy chỉnh dây. Thì một số máy chỉnh dây ấy chỉ có là lên dây chuẩn. Thì các bạn có thể nhấn vào ngăn số 2. Và một số máy lên dây chỉ có là Mi, La, Re, Son, Si, Mi. Thì chúng ta phải nhấn vào ngăn số 2. Nó mới là trở thành nốt La được. Các bạn có thể tải ứng dụng Guitar Tuna đấy. Guitar Tuna. Đó. Và chúng ta sẽ kẹp capo ngăn 2 các bạn nha. Đây. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ vào đoạn intro. Thì intro nó sẽ đánh như thế này. Thế tay nó sẽ như thế này, cơ bản nó sẽ như thế này. Và trong quá trình đánh thì tay nó sẽ nhả ra như thế này, nhả vào, nhả ra. Các bạn nhớ xem kỹ táp và nhìn thế tay để đánh. Đó, nó cứ nhả vào nhả ra. Thì cơ bản nó như vậy thôi. Và mình đánh chậm lại này. Xin lỗi. Cái đoạn cuối cùng này nó sẽ slide.
Đó, từ ngăn bại quan ta. Đó là hết phần intro. Sau cái phần intro thì chúng ta sẽ đánh bass. Và các bạn chú ý là nó thuộc về nhịp này. Đấy, bây giờ mình sẽ nhịp chân cho các bạn nghe nha. Sau khi slide một cái nhịp bass đó thì mình nhịp hơi nhiều, nhưng mình nhịp nhiều như vậy để giữ cho chắc nhịp. Mình nói lại đoạn đầu này, các kỹ thuật này, bùm, thì đây có hammer on và có kỹ thuật này. Thì kỹ thuật này thì chúng ta sẽ đánh từ trên xuống gần như cùng một lúc. Nếu mà đánh cùng một lúc thì sẽ như thế này. Đó, nhưng mà đánh từ trên xuống gần như cùng một lúc thì sẽ như thế này. Đó, nó sẽ lướt. Và hammer on. Không một đấy, không. Đó, không một. Đấy, bùm. Đó. Sau đó là hammer on. À, power up, mình xin lỗi. Bùm. Hammer on. Tiếp đến là như thế này. Tiếp đến là vào up tiếp. Đó, từ mở ra. Power up và hammer on. Đây. Đây là hammer on. Power up là kéo ra. Đó, thì mình sẽ nói riêng về cái hammer on. Ví dụ đây, từ ngăn 5 lên ngăn 7. Thì đây gọi là hammer on, còn kéo ra thì gọi là power up. Còn có một kỹ thuật giống giống nữa là slide, thì kéo đánh lên, kéo đánh xuống. Đó, cái đoạn này các bạn nhớ xem tab. Còn kỹ thuật mình đã nói rồi, bùm. Tiếp tục là kỹ thuật này. Đến lại nè. Bùm, bùm. Cái kỹ thuật vuốt đấy thì nó có thể là ký hiệu cái mũi tên, hoặc là các bạn cũng có thể hiểu là nó là gọi là cái gì ta, nó thế này này, nó có sóng ấy. Đó, nếu thường có cái nó có cái sóng ấy thì nó là vuốt thế này. Đó, các bạn thông cảm cho mình nha, tại vì cái nhà bên cạnh ấy họ đang còn xây dựng nên là có máy cưa sắt, rồi có máy khoan đục, và cái phòng của mình nó cách âm nhưng mà nó không ăn thua, nó cái tiếng đó nó rất ồn, nó không thể cách âm được. Và hôm qua tới giờ mình đã làm lại clip mà nó cứ bị hỏng giữa chừng. Thậm chí 8-9 giờ tối người ta vẫn còn làm. Mình đánh lại này. Bùm. Mấy cái đoạn này các bạn xem tab thôi. Mình xin lỗi, mình đánh chậm lại này. Bây giờ mình đánh chậm lại này. Trong cái đoạn này sẽ có một cái đoạn hơi khó khó một tí. Thực ra nó cũng giống thôi, nhưng mà các bạn sẽ hiểu nhầm về nhịp. Cái đoạn này này. Cái đoạn mà từ đây á qua đây thì nó sẽ đánh cái phần đệm, nó sẽ đánh chậm.
mình tính là một nốt đen. Đấy, mình đánh chậm. Sau đó mình đánh nhanh để các bạn hình dung. Đó, có nghĩa là cái chỗ đó mình có cảm giác nó ngưng một xíu xíu. Cái chỗ này rất nhanh, nhưng mà cái chỗ này nó sẽ chậm lại. Rồi tiếp đến vẫn là bao ốp. Đó, thế tay thế này. Các bạn nhớ xem tab nhé. Trên này mình chỉ lưu ý một số thế tay khó và kỹ thuật khó. Đó. Đoạn này sẽ nhấn bát tí. Nhấn bát. Rồi mình đánh chậm lại này. Nhấn bát tiếp. Nhưng cái đoạn này nó sẽ đánh chậm. Tại vì cái phần nhịp ấy, mình mà nói chậm ấy, đánh chậm thì các bạn lại không nghe được cái nhịp. Mình đánh nhanh một tí cho các bạn nghe được. Đó, nó chỉ khác biệt một tí tí thôi. Nhưng mà mình hiểu rằng nhiều bạn sẽ không hiểu được cái chỗ này, sẽ không nghe được. Nhưng các bạn nhìn vào tab, các bạn nhìn vào nốt đen, nốt trắng và nốt móc ấy để các bạn hiểu. Này, mình nói lại cái đoạn này. Mình những cái chỗ này ấy, các bạn thấy không? Nó cứ bùm bùm bùm, nó rất nhanh. Nhưng mà cái đoạn này nó sẽ các bùm bùm, nó sẽ chậm lại. Đó. Đập. Ok, bây giờ mình sẽ đến điệp khúc. Thì trước khi đến điệp khúc thì nó sẽ dùng kiểu thường nếu attack. Thì mình đánh lại cái phần này. Đó. Sau đó điệp khúc. Đó. Thì kỹ thuật nail attack nó sẽ như thế này. Thì ngón cái có nhiệm vụ là đập vào các dây đàn. Ngón giữa và ngón đeo nhận sẽ búng vào các dây. Thì thường để cho nó chính xác thì mình dùng ngón giữa thôi. Mình sẽ không dùng hai ngón. Hai ngón thì thường mình đánh để cho nó vang hơn thì dùng ngón giữa thôi nha. Còn không thì các bạn có thể dùng hai ngón để cho nó vang hơn. Nhiều bạn ấy là cứ búng cả 3 giây cho nó gọi là cho nó vang và không biết là cái âm thanh nó sẽ hơi ồn ào, nó sẽ hơi tạp âm. Thường thường là các bạn phải biết, các bạn phải búng vào dây nào, các bạn phải biết. Các bạn cứ nhìn vào tab, tab chỉ các bạn búng vào dây nào thì các bạn búng vào dây đó. Ngón cái đập vào dây nào thì các bạn đập vào dây đó. Mình lấy ví dụ như mình muốn búng vào dây số 4. À xin lỗi, dây số 3. Dây ngón cái đập vào dây số 6. Đây. Đó, mình búng vào dây. Cái ngón này nó, cái dây này nó rung mạnh nhất. Đó, chứ không phải là hai cái dây này. Đó. Ví dụ như mình đập vào dây số 4 và búng vào dây số 2. Này. Đó, thì có nghĩa là cái định hướng của mình muốn búng vào đâu thì nó phải vào đó. Tất nhiên nó sẽ lan
vào các dây khác, nhưng cái sự lan đó nó sẽ ít. Và các bạn phải cố gắng búng cho chính xác vào để nó khỏi bị ồn ào. Đấy. Và cái lực búng của chúng ta nó khác với lực quạt chả thế này. Và nó sẽ dứt khoát. Nó búng cự ly rất ngắn, không phải là lấy từ trên búng xuống, mà thực ra là nó cự ly rất ngắn. Đấy, cái lực như thế này. Không phải là cái tay bẻ thế này. Nhiều bạn á, cái tay đó, cứ bị như vậy. Nó rất xấu. Không phải bẻ tay thế này. Và cái tay như thế này. Cái lực búng kiểu như thế này. Bóp vào bóp ra vậy. Đấy. Đấy. Cái lực chủ yếu là cái cổ tay này. Đấy, thấy không? Đó. Thì các bạn phải tập nhiều vào thôi. Cứ tập nhiều vào nó sẽ được. Tập cái này nhiều thì nó mới hay được thôi. Và quan trọng các bạn phải tập đúng, chứ không phải là tập sai. Kể cả palm vậy, nhiều người, nhiều bạn ấy cứ bảo palm mà nó mỏi cổ tay này hoặc mỏi cổ tay này là sai rồi. Mỏi cái phần tay này và phần tay này là sai. Mà palm nó sẽ mỏi chỗ này thôi. Nó có mỏi thì mỏi chỗ này, chứ không phải mỏi trên hai cái chỗ này. Mỏi hoặc đau lưng là sai rồi. Đấy. Ok. Thì bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn xem. Đó là mình lấy ví dụ. Và những cái đoạn điệp khúc thì này. Đập. Sau đó là đánh bass. Chúng ta đánh slide. Tè đánh một lần và kéo lên. Đánh bass này một lúc đấy. Tờ bass hơi khó một tí nhá. Đấy. Bass. Tờ eo eo bùm bass. Tèo eo bập bát. Cái đoạn này sẽ hơi khó một tí về bát. Tèo eo bùm bát. Bùm béo. À. Các bạn làm được chưa? À. Đâu khó khó đấy, cảm giác nó hơi đảo một tí nhá, nó sẽ hơi đảo một tí. Đấy, cái đoạn này con. Chơi tay thế này. Này, hơi khó này. Chơi tay thế này. Không phải cái, không phải lúc nào chúng ta đập chúng ta búng. Đấy, ví dụ cái đoạn chỗ này. Đấy. Chỉ chúng ta búng, sau đó chúng ta đập nhưng mà không búng. Đấy. Đó. Cái đầu tiên là búng, cái thứ hai là không búng này. Đó. Kể cả cái đoạn mà trước điệp khúc ấy. Đây. Đó, chúng ta đập thôi. Chúng ta không cần búng ra cho nó ồn. Đấy. Đó. Những một số chỗ chúng ta chỉ búng nhẹ. Một số chỗ chúng ta búng rất mạnh. Ví dụ như cái chỗ điệp khúc và đoạn đầu ấy là chúng ta búng nhẹ. Và cái đoạn mà tăng 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 thì nó sẽ mạnh. Búng nhẹ thôi. Chúng ta đập mạnh và búng nhẹ. Đó.
lúc đó chúng ta mới cần búng mạnh. Tiếp tục đọc lại, các bạn cứ xem táp và tập vào đường thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đánh lặp lại đoạn đầu nhưng mà sử dụng kỹ thuật New Aztec. Thì sau cái phần điệp khúc chúng ta sẽ đánh cái phần đó nhưng mà dùng kỹ thuật New Aztec. Đó, thì mình nghĩ cái này nó dễ hơn. Và tất nhiên nhiều bạn sẽ nói là tại sao mình đánh nhanh như vậy. Thì mình nói rồi, hướng dẫn càng chậm các bạn càng dễ sai. Mình khẳng định luôn. Tại vì các bạn đang bắt chước từng nốt một thì càng các bạn càng dễ sai. Nếu mà từ trước tới nay các bạn đang bắt chước từng nốt một các bạn đánh ấy, thì các bạn xem lại, xem các bạn đánh có đúng nhịp không. Các bạn tự kiểm tra các cái bài mà các bạn chơi ấy, với cái bản gốc, các bạn đánh lại có khớp không? Hay là nó bị sai nhịp? Đó là mình nói để cho các bạn hiểu, để mà cho nó tiến bộ hơn. Tại vì cái bản thân mình ấy, chơi toàn bị mất nhịp trước kia. Và sau này mình phải mất một thời gian rất dài, cả nửa năm để mình luyện tập lại cái phần nhịp để mà thay đổi. Thì mình mong các bạn cũng vậy, có nghĩa là phải luyện lại phần nhịp. Thì phải xem lại, nếu mà bắt chước thì mình nên quên đi bắt chước. Bắt chước là bắt chước thế tay. Và chúng ta phải nghe bằng cái tai này này để mà tăng cái cảm âm. Và chúng ta nghe để chúng ta cảm được cái nhịp nữa, cảm âm và cảm nhịp nữa. Và chúng ta có thể thị tấu bằng cái bản táp. Đó, lúc nãy mình nói đấy, nhìn vào táp và biết nhịp nó rơi vào đâu. Để chúng ta, cái chỗ đó chúng ta phải nhịp chân vào đó. Và chúng ta bắt buộc chúng ta đánh phải nhìn theo nhịp để đánh cho nó chắc. Còn trên táp đã có số rồi. Các bạn không biết đọc táp thì mình bỏ thay rồi. Táp nó quá dễ. Chỉ khó là nếu mà các bạn bảo đam mê mà không biết đọc táp thì mình bỏ tay. Tại vì táp nó quá dễ. Các bạn chỉ cần 1 đến 2 tháng là các bạn đọc quen. Khẳng định luôn. Nếu mà bạn nào chậm quá thì có thể mất vài tháng nữa thì có thể quen. Còn các bạn muốn tập những cái bài thế này mà các bạn mới chơi 1 2 tháng mà các bạn muốn tập những bài như thế này thì mình bỏ tay rồi. Điều đó là không thể xảy ra. Quá khó. Có thể tập được nhưng nó mất khoảng cả năm mới hoàn thiện một bài mà đánh phải rất hay thì mất cả năm. Còn tất nhiên nhiều bạn bảo là mình chơi 1 2 tháng có thể tập cũng được thôi nhưng mà nó không hay. Tại vì bạn phải cần một thời gian dài để mà cái tay, để mà cái kỹ năng, cái kỹ thuật của bạn nó đủ để mà có thể đáp ứng được bài. Đấy. Thì bây giờ mình quay lại phần đầu này. Đây. Hết cái phần điệp khúc nó sẽ như thế này. Đó. Mình đánh lại này. Cái phần này rất dễ. Các bạn chỉ xem táp và dùng kỹ thuật được New Aztec là xong. Nhiều bạn đánh không được New Aztec thì sẽ không đánh được nha. Cái đoạn này nó sẽ hơi khác một tí này. Này. Đó, nó sẽ hơi khác. Các bạn chú ý này. Này, thế tay thế này. Và lặp lại điệp khúc thôi. Đây, nói lại này.
Đó này. Làm lại điệp khúc thôi. Mình đánh nhanh thôi. Đó. Đây. Cái đoạn này là chuyển đoạn. Re, re. Đấy, này. Cái đoạn này sẽ slide thôi. Nó cũng giống đoạn intro thôi, nhưng mà nó chỉ có cái slide vào thôi. Đấy. Rồi bây giờ nó sẽ lặp lại cái phần gọi là phần đầu và điệp khúc. À, giống như cái phần new attack, từ cái phần new attack trở đi ấy. Và nó sẽ kết bài xong. Các bạn nhớ tải tab ở dưới nhá. Cơ bản là như vậy thôi. Thì mình sẽ không hướng dẫn cái phần này nữa, tại vì nó lặp lại. Thì mình chỉ nói với các bạn đó là những cái phần nào khó, những cái kỹ thuật khó thì mình lưu ý với các bạn để các bạn nhìn theo tab các bạn tập thôi. Và mình chỉ lưu ý các bạn đó là các bạn phải in tab ra giấy và chia nhịp cho bài và từ đó tập theo. Và các bạn nên xem clip mình hướng dẫn để biết được cái kỹ thuật đánh cho nó chuẩn, và những cái đoạn nào nó khó khó các bạn xem clip bản gốc để mà kết hợp nữa thì nó sẽ nhanh hơn. Và các bạn không nên bắt chước, các bạn nên nghe bằng tai, nhìn bằng mắt. Các bạn đừng quên like, share với bạn bè để các bạn cùng tập, để mà chúc mừng năm mới, tại vì sắp đến Tết rồi, khoảng 2 tuần nữa thôi. Đó, mình chúc các bạn nhanh chóng tập được bài này, và chúc các bạn năm mới vui vẻ. Nhớ là tập được bài này trước khi đón giao thừa nhé.